Vâng. Hello, xin chào mọi người lại đến với video trên kênh Xuân Muộn TV của mình trong buổi sáng hôm nay mọi người nhá. Và hiện tại mình lại đã có mặt ở khu vực kép Hồng Giang. Và hiện tại bây giờ gần 6 giờ mọi người nhá. Hôm nay ngày 22 tháng 6 2022 dương lịch, ngày 24 tháng 5 âm lịch mọi người nhá. Lời đầu tiên cho phép mình gửi lời chào toàn thể mọi người cùng với bà con một ngày mới tốt lành và bán vải được giá mọi người nhá. Và hiện tại mình đã có mặt đứng ở một cái điểm cân, mọi khi mình thấy là cái điểm cân là được giá gần như là cao nhất ở khu vực Hồng Giang đây. Mình xem trong buổi sáng hôm nay thì ở cái điểm này sẽ cân giá như thế nào mọi người nhá. Mọi khi mình đi làm video thì mình thấy cái điểm này cân là giá cao nhất, nhưng mà không biết là bây giờ giá vải rẻ thế này, xem điểm cân này cân giá bao nhiêu, mình sẽ trước mắt mình sẽ hỏi bác bán này xem bao nhiêu đây. Cái này người ta giá bao nhiêu hả bác? 18.000. 18.000 à? Vâng, quả rất là to mọi người. Ừ. Do anh à? Ờ. Cái nào rồi? 18.000. Được rồi. Thế của mình là bao nhiêu hả anh? 17 à? Thế thôi. Ờ. Đấy là vải, vải đẹp đấy, bình thường còn toàn 6-7.000 thôi. Cái này bao nhiêu đấy? 20 à? Vâng, nó to, quả nó to đấy. Chào anh nhá. Vải mình to quá nhỉ. Cái này bán bao nhiêu anh? Bán được 20 à? Vâng, và anh bán 20 cái mỗi cái nhựa kép với mỗi cái điểm này là cân giá cao nhất, còn ngoài ra hình như là không có điểm mà cân cao sao. Vâng, ở đây thì mình thấy mỗi cái điểm này cân giá cao thôi, giá 20.000 mọi người nhá. Vải đẹp, thật đẹp. Bán bao nhiêu đây hả chị gái ơi? 18 à? Cái Hà nhỉ? Vâng, cái điểm này là chuyên cân hàng đẹp mọi người nhé. Phải là hàng rất đẹp thì người ta mới mua. Giá 20.000 thì là giá đẹp rồi. Đây mình xem anh ấy trả giá thế nào. Ngày nào xong bán ở đây 16 tao còn 4 táo đi xe làm tôi cũng làm ăn không sợ bây giờ giỏi 16.000 cái này bán bao nhiêu đây anh? 17.000 à? Số 33 là cái gì đấy? 33 là nó ghi nó lần lượt ấy. À lần lượt nó ghi, à? Nó ghi 100 phiếu nào đấy, 100 phiếu đó. À đây vâng. Anh bao nhiêu? Chắc cũng thế, tầm đấy. Cái này là cái Xuân Muộn đấy không? Vâng vâng đúng rồi, Xuân Muộn này. Vâng. Xem. Vâng, ở đây thì còn cân hàng đẹp. Cho mình xem anh ấy trả giá cho chị bao nhiêu đây. Đây này ở gần ngã ba kép lên một chút mọi người nhá, đường về đằng Biên Sơn. Mình cũng đi làm video nhiều hôm rồi mà thấy mỗi cái điểm này là cân giá cao. Cái này bán cho hả chị? Người ta trả giá chưa? Giá tôi hôm qua 20 để xuống mấy phần rồi. Còn bây giờ người ta trả giá chưa? 18 à? Đồng ý bán chưa? Chưa, quá xa. Ờ. Vải to của mình bán còn được một chút đấy, còn vải bình thường kia toàn mấy nghìn thôi. Và bình thường cái toàn 5-6-7 nghìn, 9 nghìn. Và ở đây mình thấy vải cực to, được giá 20.000 cao nhất ở cái điểm này mọi người nhé. Các vải phiếu cái này lấy số mà. Bây giờ không lấy phiếu đi tìm được. Thì vào kia này cho nhau cân. Cháu. Lấy số thì cứ tìm vào kia cách cân.
người ta mua không? Có anh ơi. Ừ. Là bao nhiêu? Cái này là mười mấy à? Hả? Là mười mấy. Mười mấy. Mười mấy bán thôi. Mỗi điểm điểm này cũng cao thôi, mà ra thì không có điểm nào nữa rồi. Ờ. Chị ở đâu lần nào? Ơi. Vâng, điểm này đang đắt đấy. Vâng, cái video này mình chỉ làm riêng một cái điểm này thôi mọi người nhé. Giá cao nhất 20.000 ở đây này. Còn trung bình thì ở đây người ta lấy từ khoảng 16.000, 15-16.000 nhé. Đây, những cái vải rất là đẹp luôn, quả to. Này mình bán chưa anh? Chưa bán không? Ở đây bà con đang chờ để cân nha mọi người nhé. Có lẽ mình thấy cái điểm này gần như là chắc là cân cao nhất ở khu vực này. Bao nhiêu rồi? 16 à? Vâng. Thôi hợp lý. Thôi bán thôi. Vâng. Chị này bán 16.000 mọi người nhá. Quay đi. Quay để có người nói chứ quay, quay không người nói đâu mày làm gì. Quay. Vâng đây nha mọi người nha, ở một cái ở cái khu vực này hả? Vâng đây nha. Nói mà em nói mà. Vâng ở đây mình nghĩ là bà con biết là cái điểm này cân cao nhất ở cái khu vực này thì bà con vải đẹp người ta cứ chở đến đây thôi. Cái này người ta mua chưa? Mua rồi. Bao nhiêu đây? 36.000 hai cân. 36.000 là 18.000 à? Đúng rồi. Thì bán bao nhiêu đây? Vâng, đây mình sẽ chuyển một chút xuống khu vực cái ngã ba kép kia xem nào, mình tiện thể được cái video của mình ở đây nào. Giá ở cái điểm cân này thì cao nhất thì mình thấy 20.000 mọi người nhé. Vậy 2-3 nghìn. Vâng, và bây giờ mình lại đứng ở khu vực ngã ba kép mọi người nhé. Mình đi xem mọi người mua bán ở đâu, mấy điểm ngã ba kép xem mọi người mua bán như thế nào nhé, xem giá cả làm sao. Vâng, đây là khu vực ngã ba kép Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang. Anh, vâng, Xuân Muộn TV đó ạ. Hả? Cái này người ta giá bao nhiêu rồi? 11 rồi. Rẻ lắm nhỉ. Rẻ lắm. Ừ.
Mình xem bà con bán ở cái điểm này giá bao nhiêu thì mình sẽ hỏi những người bán ở đây. Cái này mình bán bao nhiêu rồi hả anh? 1.000. Vâng, ở những cái điểm người ta mua hàng bình thường thôi, không mua hàng cao. Có mỗi cái điểm và nên mình quay cho mọi người là điểm cân cao nhất thôi. Tại mình bán bao nhiêu anh? 15. 15 à? Vâng, ở đây điểm cân giá trên 10.000 mọi người nhé. Tại mình bán chưa? Bán toàn ạ. Bao nhiêu đây? Bán bao nhiêu? Bán 12 thôi. 12 à? Còn phải to ghê. Này hai tạ mấy? Hai tạ đấy. Vâng, giá vải dao động từ 5.000 cho đến 20.000 mọi người nhé. Vải Lục Ngạn, vải Thanh Hà hiện tại đang dao động từ 6.000. Và đây mình từ 6.000 cho đến 20.000. Đây là vải Thanh Hà mọi người nhé. Khu vực ngã ba trong buổi sáng hôm nay thời điểm hiện tại thì vải cũng khá là thưa mọi người nhé. Đây mình xem mười mấy, 12 à bác? 12. Vâng. 12.000. Vâng. Vâng, vải đây này. Đây vải, vải ngọt nhỉ? Vâng, vải ngọt. Vải theo đấy. Vải thiêu ngọt đấy, họ giá đến bao nhiêu rồi anh? 14 à? Vâng, vải thiêu ngọt đấy, người ta giá anh 14.000 anh. Chưa bán hả? Thì ngọt 14.000. Mình sẽ quanh quanh ở đây xem lên trên một chút để xem mọi người mua bán ở cái đoạn trên này xem nào. Tám nghìn. Và rồi 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 lên từ từ thôi, 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 từ 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 thôi. Ấy đợi đi, không nổi đâu. Lên là phải lên 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 thẳng chứ. Ở đây vải khá là thưa nhưng mà giá cũng khá là rẻ thôi mọi người nhé. Người lên quanh hơn 10.000. Ừ, ít hơn nhỉ. Ê, giữa các bác kép vải rất là thưa nhá. Vâng, giá đây người ta cũng mua đến hơn 10.000.
mình bao nhiêu chưa bán hả bác? 7.000. Vâng, xin chào mọi người nhé, mình sẽ mình bán bao nhiêu đây anh? Vậy mình to này. 13 đây. 13. To đẹp thế nhỉ? Vâng, phải rất là to đẹp, giá 13.000 thôi mọi người nhé. Và mình sẽ kết thúc cái video của mình buổi sáng hôm nay tại Kép tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình mọi người nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.